Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là một chậu hoàng thanh. Chậu này khá là nhiều hoa nha mọi người. Chậu này nào. 1 này, 2 này, 3 này. 3 này. 4 này. 5 này, 6 7 8 9 10 chậu này phải tầm 10 11 bông đấy. Nói chung là chậu này trên 10 bông đấy. Chậu hoàng thanh. Đây, em chơi hoa dịp Tết thì thoải mái. Chậu hoàng thanh trên 10 bông. Thân thì chắc là khoảng tầm hơn 20 thân rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chậu này chắc khoảng trên 20 thân rồi đó. Đấy. Chậu này lá thì là hơi xấu này, mọi người thấy này. Đấy. Chậu này lá là hơi xấu nha mọi người. Chậu này lá là hơi xấu. Chậu này nhà mình trồng lâu rồi. Trồng năm ngoái rồi này. Cái đất bên trên này là nhà mình bỏ lên thôi. Đấy. Đây. Đất này nhà mình bỏ lên thôi. Đấy. Các bạn thấy không? Hoa. Đây. Ngồng đây. Hoàng thanh nha mọi người. Chậu này thì giá cũng mềm thôi. 10 bông hoa chơi Tết. Đẹp luôn. Mỗi tội bộ lá hơi xấu tí. Đây, các bạn thấy này. Đây. Nào có vẻ là mình chưa thấy cái măng nào luôn, chắc là nó toàn hoa thôi. Chậu này nhiều hoa lắm, mình không nghĩ là được chục bông đâu. Cái hôm đầu cây cũng lâu lâu rồi, mình nhìn thì mình thấy mấy cái kia mình nghĩ chắc được khoảng 5 bông thôi, nhưng mà mấy nay mình xem lại thì những tới chục bông cơ đấy. Nhiều hoa thì lại đấy thôi, càng đẹp thôi. Vậy hoa đây tầm này. Đây bông này thoát bẹ này đấy. Phải có mấy bông nhỉ? 1 2 3 4 5 phải 5 6 bông thoát bẹ rồi nha mọi người. Đây xong rồi còn bông nữa. Chỗ này nhà mình trồng toàn đất nên nặng lắm. Trồng nặng kinh khủng luôn. Toàn đất. Rất là nặng. Hoàng thanh. Cho anh em về chơi hoa dịp Tết này. Rồi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Mình ở Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định. Số điện thoại 0912569291. Mình để ở dưới phần mô tả và phần bình luận này. Đấy. Video cây đây. Đấy. Cây này thì cái chậu này thì mình nói luôn là được cái sai hoa. Còn lá là thuộc dạng lá là lá lỗi, lá khá là xấu. Đây. Đấy. Còn thân thì khoảng tầm 20 thân. Đấy. Khoảng này hơn 20 thân tí. Mình chả đếm. Rồi. Anh em nào ưng chậu này thì liên hệ mình nhá. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Xin chào.